rất là tin tưởng. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 31 tháng Giêng, 2014, tức mùng 1 Tết Giáp Ngọ. Trà My xin kính chào quý vị trong lời chúc mừng một năm mới, bình an và thịnh vượng. Không khí Tết Giáp Ngọ và ước vọng của người dân trong nước trong năm mới. Một nhà bình luận dự đoán tình hình nhân quyền Việt Nam nhất định sẽ khá hơn trong năm 2014. Anh kêu gọi một giải pháp dựa trên luật lệ cho vấn đề Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Không khí Tết Giáp Ngọ đang tràn ngập các đường phố và trong từng gia đình Việt Nam. Tết Nguyên Đán cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất đối với người Việt và cũng là dịp chi tiêu nhiều nhất sau một năm vất vả làm việc. Người dân trong nước năm nay đón Tết ra sao? Chúng tôi có dịp trò chuyện với một số cư dân từ nhiều miền đất nước. Anh Duy, một công chức nhà nước ở miền Tây cho biết. Năm nay so với mỗi năm thì nó không có sôi bụ bằng. Mỗi năm thì người ta đi mua sắm, đường xá được trang hoàng được nhiều hơn. Còn năm nay thì thấy nó không khí nó chậm lắng hơn, hạn chế hơn. Thì năm nay cái kinh tế hầu như ai cũng eo hẹp. Tết năm nay thì nói chung là lo nhiều hơn là vui. Tôi chúc cho năm tới đó tình hình kinh tế nó khởi sắc một chút để những người lao động phổ thông á, người ta có thêm thu nhập để trang trải được cho cuộc sống. Với tình hình chính trị á, thì trong năm 2014 này sẽ có nhiều cái sự kiện nó liên quan đến cái quan hệ với Việt Nam Trung Quốc. Thủ tướng đã có hứa là sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Hải chiến 19 tháng 1 và ngày 17 tháng 2 là chiến tranh biên giới phía Bắc. Nhưng mà ngày 19 tháng 1 trôi qua rồi mà chính phủ vẫn không có một hành động gì tưởng niệm hết thì làm cho người ta rất thất vọng. Thì người ta trông chờ vào ngày 17 tháng 2 này liệu rằng có tổ chức cho một cái lễ kỷ niệm hay không. Ra tới miền Trung, một thanh niên hành nghề tự do tại Nha Trang chia sẻ. Năm nay thì tình hình thấy là nó không được hân phấn như những năm trước. Kể cả như là bán hoa người ta cũng ít bán hơn. Mặc dù là bà con buôn bán thì cái lượng hàng hóa nó không có lưu thông tốt như những năm khác do cái tình hình kinh tế nó đi xuống. Tức là ai cũng mong muốn là họ có một cuộc sống tốt hơn cả về mặt kinh tế, tinh thần và chính trị. Một nông dân ở Thừa Thiên Huế cho biết tình hình đời sống và đón Tết của cư dân tại vùng đất thường xuyên bị thiên tai hoành hành mỗi năm. Này. Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão Hai Giang ấy, và tiếp đó nữa hai ba cái bão liên tiếp, do đó đời sống của bà con cũng có khó khăn. Năm mới mong sao thời tiết thuận lợi, kinh tế nó ổn định, người dân họ cũng muốn là có được sự chăm sóc về y tế và giáo dục tốt hơn. Từ Nam Định, một thanh niên làm việc trong ngành du lịch địa phương Tây Ninh cho biết là Tết năm nay đến với người dân trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung của Việt Nam và giữa những thiếu thốn về quyền con người. Người dân nói chung là cũng vẫn băn khoăn và lo lắng bởi vì tình hình khủng hoảng kinh tế, mọi người cũng khó khăn hơn. Tất nhiên là cái vấn đề nổi cộm thì vẫn là vấn đề nhân quyền và cái tự do của người dân mình mang tiếng là tự do bên ngoài thôi, nhưng mà vẫn cứ giám sát chặt chẽ, rồi có những cái mà nó bất công chưa được giải quyết. Nói chung là về tình trạng nhân quyền vẫn chưa được thỏa đáng đối với người dân. Cái bản chất của chính quyền Việt Nam rồi thì nó cũng rất là khó thay đổi. Có khi vào cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc rồi thì có khi là còn có những cái mà nó mạnh mẽ hơn, hay là có những cái mà nó khó khăn hơn. Tại thời điểm này là thấy như thế, chưa thấy có gì nó còn là cởi mở. Xuôi ra phía Bắc, một công nhân trẻ tại Thái Bình tên Vina cho biết không khí đón Tết quê anh lúc này. Rất là bình thường, mọi cái nó cũng trầm lại. Khoảng với cái Tết mà nó nhạt, cái này nó nhạt, nhưng nó không có gì là Tết. Phần lý do cuộc sống, kinh tế khó khăn, so với năm khó khăn hơn. Sức mua sắm thì giảm đi ạ. Mọi năm thì người ta cũng say mê chơi đào cây quất, nhưng năm nay người ta cũng hạn chế. Là mọi người cắt chi về chi tiêu, rồi mọi người cũng không mặn mà về cái Tết lắm. Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trong bầu không khí Tết, người dân ai cũng ước mơ cho những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Mong mỏi một cuộc sống cải thiện hơn, từ mặt kinh tế, chính trị, cho tới các vấn đề như dân chủ, nhân quyền. Những nhu cầu rất thực tế, nhưng chưa hiện thực đối với người dân Việt Nam. Trong khi đó, một nhà bình luận thời cuộc được nhiều người biết đến dự đoán tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm Giáp Ngọ 2014 sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ điểm lại tình hình chính trị xã hội dân chủ trong nước năm qua, nhà báo Bùi Tính, hiện đang định cư tại Pháp, nhận định.
Trước hết mình nhìn lại thì tôi thấy là vấn đề thảo cái hiến pháp mới. Cái hiến pháp mới đó của Đảng Cộng sản đổi nhưng mà không mới, thậm chí lại còn lùi so với trước. Sự kiện đang nổi bật nữa là ở cuối năm, Việt Nam được vào trong cái, có chân trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó. Một cái thử thách, có thể nói là thử thách chết người đấy, tức là rất nguy hiểm cho chế độ. Bởi vì là cái đặc điểm bản chất của chế độ này là chống nhân quyền, chế độ một đảng, là chế độ không có dân chủ, chà đạp cho nhân quyền. Thế thì năm nay cái rất quan trọng là cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân, trong đó đi hàng đầu là trí thức và thanh niên á, thì tôi thấy là có những cái nét mới, tức là cái lực lượng dân chủ đã có một bước phát triển, tham gia vào cái cuộc tranh đấu này đó, là càng ngày càng có nhiều thanh niên nam nữ rất là gan dạ, rất nhiều những cái sáng kiến, mở ra hẳn một cuộc tấn công ngoại giao để mà tranh thủ cái ủng hộ quốc tế. Nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân tin tưởng rằng sự phối hợp giữa lực lượng dân chủ trong nước và ngoài nước, mặt trận ngoại giao với dân chủ quốc nội vừa mở ra với quốc tế và sự thức tỉnh của quần chúng là những yếu tố nhất định sẽ làm cho bức tranh nhân quyền của Việt Nam sáng lên trong năm mới sau một năm 2013 đầy ắp những sự kiện. Nhà báo Bùi Tính. Năm nay nhất định là tốt hơn. Cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam đang bối rối to. Ta sẽ quan sát kỹ xem, bởi vì cái xu hướng của họ là họ càng ngày càng bị động, càng ngày càng đối phó. Nên tôi nghĩ là tình hình năm nay đó là họ nhất như là ở trên đe dưới búa. Trong cái tình hình đó đó thì năm Giáp Ngọ mở ra cái triển vọng rất mới. Các kỵ sĩ dân chủ nhân quyền đã tậu được một con ngựa chiến để mà giành lấy những quyền sống của con người. Mời các cái chiến sĩ đó lên yên, thẳng cương, bước tới trước. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Bùi Tính có trên voatiengviet.com. Chuyển sang tin tức Biển Đông, Anh kêu gọi giải pháp dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Vương quốc Anh kêu gọi những giải pháp dựa trên luật chứ không phải là dựa trên sức mạnh đối với những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc gần đây đã quyết liệt hơn trong tuyên bố chủ quyền của mình. Phát biểu trước các nhà ngoại giao ở Manila, Philippines ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi tất cả các bên trong tranh chấp theo đuổi những giải pháp hòa bình và hợp tác tuân theo luật quốc tế. Ông Hague nói mặc dù nước Anh không liên quan tới tranh chấp ở vùng biển này, nhưng Anh cũng như mọi quốc gia khác có lợi ích đối với những giải pháp hòa bình dựa trên luật lệ. Trung Quốc gần đây đã có những hành động quyết liệt nhằm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông khi bắt đầu áp dụng quy định hạn chế đánh bắt cá mới, đòi tàu nước ngoài phải xin phép chính quyền địa phương của Trung Quốc để hoạt động trong vùng biển này. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền ở đây. Ngũ Giác Đài nói Trung Quốc đe dọa ưu thế quân sự của Hoa Kỳ. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ ngày 28 tháng Giêng lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc đang đề ra thách thức ngày càng lớn cho ưu thế về công nghệ của quân đội Mỹ trong lúc cắt giảm ngân sách đang cản trở nỗ lực của Washington duy trì vị thế này. Ông Frank Kendall, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mua vũ khí, nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang bị thách thức ở những phương diện mà tôi chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dẫn ra những khoản đầu tư to lớn của Trung Quốc vào phi đạn chống tàu, máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay siêu thanh và các loại vũ khí công nghệ cao khác. Ông Kendall nói, Mỹ có thể đánh mất vị thế thống trị nếu không phản ứng kịp thời trước bối cảnh chiến lược thay đổi. Khi được các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu nhận định về cuộc chạy đua võ trang giữa hai nước Mỹ-Trung, ông Kendall nói có lý do để lo ngại khi Trung Quốc đang tăng đáng kể chi tiêu quân sự của mình, mặc dù ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh vẫn thấp hơn nhiều so với Washington. Tuy nhiên, ông Kendall nói rằng những cắt giảm ngân sách bắt buộc mà Quốc hội thông qua đã trói tay Ngũ Giác Đài trong nỗ lực duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Nhiều người châu Á khắp thế giới đang đón mừng Tết Nguyên Đán. Tại Mỹ, nhiều người gốc Á nói rằng đón mừng Tết Nguyên Đán ở đây rất khác với ở châu Á. Một truyền thống từ hàng chục năm nay trong khu vực thành phố Los Angeles ở bang California là hội chợ triển lãm Á-Mỹ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Từ âm nhạc cho tới thức ăn và cả biến người châu Á, sự kiện này có thể diễn ra tại bất cứ nơi nào ở châu Á. Nhưng hội chợ triển lãm Á Mỹ này cách thành phố Los Angeles chưa đầy 50 km về phía đông. Hàng chục ngàn người, chủ yếu là từ cộng đồng người Hoa, đi hội chợ để đón mừng năm mới. Cô Ginger và Lilian Tan từ Malaysia.
Nhiều hội chợ mà năm mới vui hơn rất nhiều. Đến đây cảm thấy như đón mừng năm mới ở Trung Quốc vậy. Tất nhiên không vui bằng ở Trung Quốc, nhưng vẫn có không khí lễ lạc. Bà Lily Hà nhớ lại dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc là mọi người sẽ được nghỉ ăn Tết nhiều tuần lễ. Nhưng ở Mỹ này thì chỉ là một ngày như mọi ngày. Ở Mỹ chúng tôi chẳng làm gì mấy, chỉ có ăn uống với nhau. Tất cả chúng tôi đến nhà mẹ và tụ họp ăn uống. Chúng tôi không làm gì đặc biệt cả vì còn phải đi làm. Ở Mỹ chúng tôi đón Tết Tây chứ không đón Tết Nguyên đán. Hội chợ triển lãm Á Mỹ đang cố gắng thay đổi điều đó bằng cách lên lịch tổ chức sự kiện hàng năm này gần Tết Nguyên đán và mang đến không khí lễ hội nhiều hơn cho cộng đồng người Hoa. Hội chợ triển lãm Á Mỹ bắt đầu được tổ chức từ 33 năm trước để đưa doanh nghiệp địa phương đến với nhau, nhưng nó đã phát triển thành một sự kiện cho người tiêu dùng, nơi họ có thể xem sản phẩm mới từ Trung Quốc và Đài Loan. Đây là những sản phẩm mà có lẽ bạn sẽ không tìm thấy ngay ở đây tại Mỹ. Nhưng đối với nhiều người, họ đến đây tìm chút hương vị quê nhà. Như múa lân và trao đậu phụ. Họ cũng đến đây để chia sẻ truyền thống văn hóa xưa cũ nơi vùng đất mới với thế hệ tiếp theo. Hàng năm, cứ đến gần dịp Tết Nguyên đán là hàng trăm triệu người Trung Quốc lại ồ ạt về quê ăn Tết. Thông tin viên của đài VOA thường trú ở Bắc Kinh đã phỏng vấn một số người đang chọn cách đi nhờ xe với người hoàn toàn xa lạ và đi hàng ngàn cây số khắp nước. Mời quý vị theo dõi. Mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng anh Vương Đức Hoài và gia đình đã chuẩn bị rời Bắc Kinh. Là nhà thiết kế sản phẩm công nghiệp từ tỉnh Hà Nam, anh Vương lái xe về quê ăn Tết năm nay. Phải lái hơn 700 cây số để tới tỉnh lỵ Trịnh Châu. Sau đó chúng tôi còn phải lái thêm 200 cây số nữa mới về tới quê. Tổng cộng sẽ phải lái hơn 900 cây số. Nếu tính cả thời gian dừng lại, ăn uống và nghỉ ngơi, thì mất 10-11 tiếng lái xe. Đối với nhiều hành khách, dịp Tết là cơ hội duy nhất trong năm để về lại nơi mà họ đã sinh trưởng và dành thời gian với người thân và bạn bè thời thơ ấu. Ra tới xa lộ là ai cũng hối hả về quê. Năm nay chắc sẽ chẳng làm gì trên đường lái xe về, vì chúng tôi sẽ không dừng lại ở bất kỳ thành phố nào dọc đường. Gần đây anh Vương nghe nói tới việc cho đi nhờ xe trên radio. Anh nghĩ cho người về quê ăn Tết đi nhờ xe là một ý tưởng hay. Chúng tôi có một ghế trống, giúp người ta cũng là điều tốt mà. Mua vé tàu khó lắm, nhất là khi gần tới ngày mới đặt mua. Trong khi người người đổ lên xe lửa và xe buýt về quê trong đợt di dân hàng năm lớn nhất, đi nhờ xe với người lạ vẫn còn là điều bất thường ở Trung Quốc, đặc biệt là giới nhân viên văn phòng ở các thành phố. Tính đến thời điểm thực hiện phóng sự này, khoảng 11.000 người đã tìm được xe đi nhờ từ Bắc Kinh về nhà đón năm mới, thông qua trang mạng tên là Thuận Phong Sa, giúp kết nối anh Vương với cô Thôi Đồng Cần, làm đại diện kinh doanh tại một công ty ở Bắc Kinh. Cô Thôi nói cô bó tay không kiếm được vé tàu. Cô cứ tưởng đành phải đón năm mới với những người bạn không có vé, bị mắc kẹt ở lại Bắc Kinh. Tôi không ngờ mình may mắn đến vậy. Tôi rời đi luôn vào ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ. Cuộc hành trình này chỉ là một trong hơn 3 tỷ rưỡi chuyến đi mà giới chức giao thông vận tải ước tính sẽ diễn ra trong vòng 40 ngày của đợt du hành năm nay. Chương trình radio video của đài VOA trên voa.tiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài vở cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa bạn làm báo avong@gmail.com. Nhân dịp đầu năm mới, Trà My và toàn ban Việt ngữ đài VOA xin kính chúc quý vị một năm mới Giáp Ngọ vui tươi, hạnh phúc và mã đáo thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giờ này vào ngày mai.